Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Động Sản Việt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin chúc quý anh chị ngày một ngày mới làm việc vui vẻ ha. Hôm nay gia chủ ký gửi mình một miếng đất nền nằm ở đường nhựa, đây là kêu đường nhựa Kinh Lầu Ngang nha anh chị. Đây khu này nhà rất là đông anh chị, hướng này là di chuyển về Tân Phước chạy xe khoảng 7 phút nha. Đó, về Tâm Hiệp. Vị trí đây là ở ấp 3, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái đất này là nằm đất liền nha anh chị. Còn vị trí cái đường này là di chuyển chạy khoảng 200m đó là sẽ đụng tới đường huyện 33, về trái là về quốc lộ 1A về chạy Dòng Dứa. Đây từ cái vị trí đất mình nó di chuyển ra tới quốc lộ A chạy Dòng Dứa là khoảng 2 km nha. Còn ra đường huyện 33 về phải là về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Hiện tại thì cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nó có đường dẫn xuống anh chị. Cái đường nhựa này là kia là khoảng 4,5 m anh chị. Đây vị trí đất mình đây, để em quay vô cho anh chị xem ha. Đây từ vị trí này là sâu vô trong là 70m nha anh chị, còn ngang mặt tiền đường này là 8m. Trên cái vị trí đất mình thì có 150m thổ cư. Vị trí đây là rất là đẹp anh chị, rất cao ráo ha, nhà ở khu này rất là đông ha. Ở đây có đèn đường nữa nè anh chị ha, đây điện nước đầy đủ nha, có đèn đường luôn. Đây tới gần đây nè anh chị. Đó. Đây dòng di chuyển sâu bên trong để quay cho anh chị nắm rõ hơn cái vị trí đất mình và đất mình ha. Đất mình này thì sạch sẽ, không có màu mã gì trên đất nha anh chị. Đây đất mình rất là cao ráo, rất là đẹp nha. Cái hướng mà đất mình đó là hướng nam nha. Đó, anh chị quý đầu tư nào hợp hướng nam á, cất nhà ở hay là cái đây thì các cái xưởng nhà nhỏ cũng được nha anh chị. Đây vị trí đây thì ấp 3, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên cái đất mình thì có 150m thổ cư. Cái này thì anh chị mua thì chủ bao giấy tờ cho mình luôn nha. Đấy, này sang tên bao hỏi cho mình luôn. Đó, anh chị thì ví dụ ở Sài Gòn á, về đây thì mua ở đây cũng rất yên tâm nữa. Tại vì vị trí ở đây thì rất là an ninh. Và khu tiện ích á, thì mình di chuyển cũng khá là gần đó. Mình chạy xe khoảng 5 phút tới tiện ích rồi. Ở đây trường học cũng rất là gần anh chị. Nếu mà về đây cất nhà cho con cháu ở á, thì cũng rất là tiện ha. Vì ở đây là trường học cũng rất là gần. Đây, chúng quay từ từ xung quanh cái miếng đất mình cho anh chị xem này ha. Nhà khu này thì rất là nhiều ha anh chị. Đây, đất mình cũng rất là cao ha. Đây là cái xưa có cái nền đây nè chị. Đó, tao ban được thấy cũng cao ráo bằng phẳng ha. Đất mình sạch sẽ, không có màu mã gì trên đất nha anh chị. Đây xung quanh thì có một bên thì có rào bên trái thì chưa nha anh chị. Em xin nhắc lại cái vị trí đất đây là em đứng ở đây là ở ấp 3, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Với diện tích ngang ở mặt tiền đường nhựa là 8m, sâu vô là 70m, có 150m thổ cư. Cái hướng đất này là hướng nam. Vị trí từ cái đất mình di chuyển ra đường huyện 33 là 200m. Còn di chuyển về quốc lộ A, chợ Dòng Dứa thì khoảng 2 cây số nha anh chị. Còn bà con nào ở Sài Gòn á, thì di chuyển về tiếng đất mình là 60 cây số. Mà có đường dẫn xuống đây tới đất mình á, hết đường dẫn tới cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, thì là di chuyển vô đây khoảng 1,5 cây số nha, là tới cái miếng đất mình ha. Thì xe ô tô, xe tải vô tới đất luôn anh chị. Đó, đường thì đường nhựa đó anh chị, lưu thông rất là thuận tiện ha. Bất Động Sản Đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất thi công công trình sang lắp mặt bằng. Quý đầu tư và anh chị nào có đất ký gửi bán hay nhà thì liên hệ bên em để bên em có nhận ký gửi và lấy thông tin để gửi bán giùm cho quý anh chị ha. Bên em cũng cảm ơn quý anh chị và quý đầu tư đã ủng hộ mua đất và nhà và đất vườn bên em những ngày thời gian qua. Đây ngoài sau nó có đường khoảng 1m anh chị. Đây đất mà tới đây luôn nha, móc đây luôn anh chị xem ha, nhà tới đường đan luôn anh chị. Đó, dài qua bên đây đó, có bản có cây hàng rào hết rồi ha, có trụ hết rồi anh chị. Để quay lên, hiện tại em đứng ở cuối đất mình đây, để giờ quay cao lên cho anh chị xem ha. Đó, đất mình rất là dài và cũng diện tích thì mặt tiền 8m cũng khá là rộng rồi anh chị.
Đây, hiện tại đứng cuối cái đất mình để quay cho anh chị nắm rõ hơn cái đất mình ha. Nãy giờ em đi cũng hơi giáp cái đất luôn rồi. Đó, cho anh chị nắm rõ hơn. Với diện tích là ngang 8, sâu vô là 70, có 150 mét thổ cư. À, nằm hướng Nam. À, với giá bán đây là 950 triệu ha anh chị. Giá này còn thương lượng chính chủ nha. Mà cái anh chị nào mua thì chủ bao giấy tờ cho mình luôn. Mình rất là yên tâm ha. À, đến em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh đất này, hãy liên hệ bên em. Bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ. Mình thương lượng giá cả hợp lý để mình mua hay đầu tư, hay là về đây cất nhà ở ha. À, Bất Động Sản Đức Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.